đang có những cờ vô địch mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam, hãy đến với shopmobileviet.vn. Alamobile bán lick Nuko Mobile, mọi lick trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Bạn muốn chơi bị vị tướng pháp sư kiêm sát thủ bắt chủ lực team bạn cực tốt, có thể mở giao tranh, có khả năng ảo diệu bay đi bay về, chơi ngay Splash tia chớp trong game combine. Thực ra là đây vị tướng pháp sư rất mạnh nha, hoàn toàn có thể đi dừng tốt như Darcy, và thậm chí nếu anh em kỹ năng tốt thì cái độ ảo diệu của Splash nó hơn hẳn Darcy rất nhiều, rất mạnh các bạn ơi. Vậy thì tại sao anh em lại không chơi Splash nhỉ? Đi mid cầm tốc hành tốc biến, đi rừng tất nhiên là cầm cái chừng trị rồi. Không hiểu là tại sao là bạn Carefully đảo ra mid ghê vậy. Chưa kịp xuống ganh lên đầu thì bạn ấy đã đẩy ra mid rồi. Đó là Banikang. À, mình thấy con mồi anh em ơi. The Flash rất thích điều này. Tôi định yếu máu, vô trụ nhưng mà không thể thoát được với cái hành trình siêu tốc và cú đấm chớp nhoáng. Các bạn cố gắng thực hiện combo The Flash thật nhanh nha. Đó là hành trình siêu tốc đánh thường và chiêu 2 cú đấm chớp nhoáng. Đó, giật bóng về và cái hành trình siêu tốc. Liếm mạng rất nhanh, xoái ca Triệu Vân đang tính là bổ cho cuối mình nha. Mình có chiêu cuối này. Khi các bạn chiêu cuối thì các bạn tấn công tướng địch và tướng địch chẳng làm gì được mình. Đây chính là lý do The Flash có thể bằng trụ cực tốt tiêu diệt chủ lực team bạn. Một chất tướng rất là hay và các bạn hoàn toàn có thể pick, nhưng trong những trận đấu team bạn có chủ lực mà chủ lực được bảo kê tốt thì các bạn có thể dùng The Flash để phá lát đội hình team bạn. Combo hoàn chỉnh của The Flash có hai kiểu nha. Cái kiểu đầu tiên là các bạn dùng chiêu 1 này, sau đó các bạn đánh thường chiêu cuối, rồi chiêu 2 giật bóng về bằng chiêu 1. Cái combo này nếu tướng địch có những vị tướng nó khống chế tôi khủng, các bạn dùng sẽ loại bỏ khả năng khống chế của tướng địch rất tốt, né chiêu khống chế. Như kiểu những chiêu khóa của Adum, chiêu khóa của Aleister, các bạn dùng nhanh combo. Những vị tướng đó nếu mà chậm hơn các bạn một chút xíu là các bạn không hề bị chịu sát thương và hoàn toàn một combo tiêu diệt những vị tướng khống chế rất lợi hại như kiểu Aleister. Còn hiện tại thì trong trận đấu này Mô Việt hay dùng cái phong cách đó là chiêu 1 lướt lên đánh thường chiêu 2 chiêu cuối. Bởi vì sau khi dùng chiêu 2 mình được tăng tốc chạy thì dùng chiêu cuối đuổi theo tướng địch nhanh hơn. Cộng với cái tê tái làm chậm tướng địch thì chắc chắn chiêu cuối của mình có thể hút tướng địch vô. Hôm nay Mô Việt tiếp tục làm video clip tặng fan nha, gửi bạn Nguyễn Quang Duy. Bạn Duy với người yêu đã lên vợ lên chồng một năm rồi. Chúc mừng đôi bạn trẻ nha. Chúc các bạn trăm năm hạnh phúc, hạnh phúc sống với nhau đến đầu bạc răng long, rồi sớm sinh được nhiều quý tử, công chúa, tinh trai đẹp gái. Các bạn đã theo dõi kênh của mình và không biết nói gì hơn là chúc cả hai bạn luôn hạnh phúc, hạnh phúc. Ok rồi, trở lại trận đấu thì Mobile Việt chuẩn bị đi bắt xoái ca Triệu Vân đây, chạy hộ mình với tê tái bắt đầu, bây giờ dùng chiêu cuối. Các bạn cố gắng nha, dùng combo thật nhanh mà đủ, nhanh và đủ. Vừa đây là mình đánh thường nó hơi chậm một chút xíu là không hành trình siêu tốc về được. Một điều chú ý tiếp theo đó là khi hãy dùng hành trình siêu tốc, chú ý những khả năng khống chế trên diện rộng của tướng địch. Như kiểu những chiêu khống chế diện rộng của trận đấu này team bạn có Lumber chiêu cuối này, hoặc là bạn ấy nước chiêu 2 này mà ngắt cái hành trình siêu tốc của mình là mình có thể không chạy đi bậy về được, rất nguy hiểm. Thực ra combo là chúng ta nhiều khi không cần thiết phải sử dụng đúng bài bản đâu. Không cần thiết đúng bài bản đâu anh em ơi. Ok, triple kill kìa, mạnh thế nhở. Ở đây còn chưa lên đồ nha, còn tiếp theo là gương tận thế. Nếu tướng địch đã áp sát mình rồi, các bạn áp sát tướng địch rồi thì nên dùng chiêu 2, ưu tiên dùng chiêu 2 trước. Không cần phải dùng chiêu 1 trước để thực hiện đúng combo làm gì đó các bạn ơi. Khi bạn dùng chiêu 2 trước thì sẽ đấm tướng địch rất thốn, sau đó đánh thường. Đánh thường xong thì các bạn dùng chiêu cuối luôn. Bây giờ khi khoảng cách gần rồi, dùng chiêu cuối luôn mà.
Đấy, xong hút tức địch rồi. Xong anh em tiếp tục lại đánh thường, xong lại dùng chương 2. Rồi sau đó tức địch bỏ chạy, anh em dùng chương 1 để truy sát. Sau dùng giật chương 1 để biến về an toàn. Đó, phải dùng chiêu linh hoạt theo những trường hợp khác nhau nha. Không phải là cái combo là chúng ta cứ máy móc combo đâu. Combo là combo của cái giao tranh tổng như đây. Ok. Ở chung bây giờ mình cứ bay đi bay về anh em ơi, rất phê. Đấy, bay đi đấm phát đánh thường đội bay về, nói chung là thốn thôi rồi, sát thương rất nhiều từ cái chiêu cú đấm chớp nhoáng. Và với combo đồ gươm Noki, gươm tận thế này, phát đánh thường của mình nó lại thốn rất kinh khủng, không kém gì Dashi nhất dương chỉ đâu. Tầm Veda level 8 bây giờ ấy. Một combo chắc là ngất rồi. Mình khá sợ cái thả tim của Veda nên phải lé được cái đó ra. Bây giờ bạn thả tim mình nha. Cứ lên nào. Ê bạn ơi, của lên. Chiêu cuối. Hút. Hút. Đấm. Ôi trời ơi, không đủ đam. Tôi xong rồi. Vừa nói nhất chương chỉ xong. Đã bị thanh niên Dashi móc lốp thành công. Hôm nay đi nhiều thành ra là chưa đây không làm video clip được, các bạn thông cảm mình nha. Rồi, hiện tại cũng khá là mệt rồi, làm clip thì có những pha combo nó không được mượt cho lắm, các bạn thông cảm mình. Hiện tại nick của bạn Quang Duy thì mới rank tinh anh thôi. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng đi rừng nha. Đây không phải là phong cách chơi game. Anh em bảo là chơi The Flash chơi game thì các bạn chưa chơi The Flash rồi, chưa biết sức mạnh của The Flash rồi. Hồi The Flash mới ra ấy, toàn đi rừng thôi, đánh rất là sướng. Đấy, đấm phát chết luôn. Đấm phát chết luôn. Đấm phát chết luôn. Trời ơi, 3 phát đấm một chiêu 2 có mạng, 3 mạng cho mình xin. Và không được rồi. Còn thanh niên number nha, trong bụi này. 4 phát đấm một chiêu 2, 4 mạng. Thế đấm quá khỏe luôn anh em ơi. Bởi cái tầm đồ này của mình nó băng trụ trên mạng ẩm rồi. Tiếc cái team bạn đầu hàng mất tiêu. Ok, xin chào anh em và hẹn bạn trong những clip tiếp theo nha. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.